điên rồ đấy anh chị ạ. Chứ không thì khó lắm anh chị ạ. Cuộc sống mà cứ ngày qua ngày sáng đi làm chiều về thì không tạo đột phá được. Phải nói thật với anh chị như vậy. Muốn tự do thì mình phải tạo áp lực, đúng không? Như quả bóng ấy, nó phải 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 căng lên thì nó mới xì hơi, nó mới đạt được sự thành công, đúng không? Con người ta có những lúc thì nó cũng phải 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 dừng lại một chút, mình không phải lúc nào mình cũng lên, đúng không? Và khi mình dừng lại thì là mình đang tiến. Thực ra trong cái thời điểm này cũng thế, nhiều khi là mình đầu tư thì có khi cũng chả biết là thắng hay thua, nhưng mà tốt nhất là không đầu tư có khi lại thắng, đúng không? Đó thì cái điều rất là quan trọng. Mà thực ra mọi người, nếu mà mọi người để ý những cái khóa học của tôi về 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 thiết kế sáng tạo, nó không hẳn về dạy kỹ thuật đâu. Kỹ thuật nó chỉ một phần thôi, liên quan nhiều đến tư duy, liên quan đến sự thực chiến, liên quan đến những cái trải nghiệm rất là nhiều. Bởi vì trong cái ngành này thực ra cái sự sáng tạo là quan trọng nhất. Tôi có một câu rất là hay là sáng tạo mới có gạo mà ăn. Đúng không? Phải sáng tạo, đúng không? Chúng ta phải phải mỗi ngày phải cho mình những cái nấc thang mới, một cái level mới. Đó. Nếu chưa chưa có Facebook của tôi thì cũng add Facebook của tôi nhá, để theo dõi tôi những rất nhiều những tác phẩm mà tôi đẩy lên trang cá nhân của tôi đấy, anh chị xem nó cũng rất là cảm hứng, rất là nhiều những cái lĩnh vực mà tôi đã thử với nó rồi. Đó, nhưng mà thực sự thì trong rất nhiều lĩnh vực thì đến thời điểm này tôi tập trung vào hai món, món số một là đào tạo, món thứ hai là marketing. Trong cái buổi thứ hai này thì nó cũng có nhiều cái trải nghiệm cho anh chị. Với một số người mà hôm qua đã học rồi thì tôi không nói, nhưng hôm nay một số người mới học thì tôi cũng phải chia sẻ cái thành tựu của tôi một chút để cho anh chị thấy là tôi đã tạo được khoảng trên 15.000 các thiết kế chân Canva. Nhiều lắm anh chị ạ. Anh chị rồi anh chị sẽ được ạ. Và trong khoảng liên 8 năm qua thì nói chung là tôi cũng được rất nhiều những cái certificate mà Canva có gửi đến. Nhưng đó nó không quan trọng, quan trọng nhất là mình cảm thấy mình đam mê, mình thích thú, mình làm việc mình có cảm hứng. Cái đó là cái quan trọng nhất. Đó. Thế thì thực ra Canva thì nó ứng dụng nhiều thứ lắm. Tôi lấy ví dụ như là tôi có thể làm nhé, tôi cho anh chị xem một số thứ nhá. Nó có thể làm những cái file poster này. Đấy, những cái file quảng cáo các nhãn hàng này, tôi làm nhãn hàng cho sữa này, rồi nhãn hàng cho nước hoa này. Đấy, viết sách này. Đấy, rồi làm những cái file về đây cho quạt công nghiệp này. Đấy, rồi những cái bài đào tạo cho những cái công ty về doanh nghiệp này. Hay là tôi đang coaching cho một bạn về nhà báo, làm về portfolio này, hay làm những cái KOL để quảng bá cho một số cái nhãn hàng này. Hay là làm viết profile về bất động sản này, đề xuất bất động sản này, hay là làm kể cả những backdrop này, hay là làm cả những cái thumbnail của Facebook, của YouTube này, hay làm những cái dự án để tranh này, hay làm về cả gốm sứ này, hay là làm rất nhiều thứ. Nó tóm lại là xung quanh cái câu chuyện nó chỉ là thiết kế sáng tạo thôi. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ ngày hôm qua thì chúng ta học một số cái poster rồi, về tranh rồi, về áo thun rồi, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ có một số cái phần nâng cao và một số phần mới. Thì trước khi sang một số cái mới hay ho thì tôi muốn chia sẻ cho anh chị một số cái công cụ ở trên Canva nó rất hay. Đầu tiên là công cụ về website. Anh chị có thể tạo một cái website như dạng portfolio ở trên Canva. Chúng ta vào Canva thì chúng ta có thể search liên quan đến cái từ website. Đó. Và thằng Canva nó có một cái rất hay là hiện nay nó có cái công cụ gọi là tạo cho mình một cái mẫu dựa vào những cái từ khóa mà mình tạo bằng AI. Đó. Thứ hai nữa là mình chọn những cái mẫu có sẵn. Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo một cái mẫu có sẵn, một cái website có sẵn nhá. Ok, ví dụ một cái website như thế này đi. Đó, ví dụ một cái người làm về thiết kế nội thất, đúng không? Đó. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo một cái website trên Canva mà mọi người không biết, đúng không? Đấy. Thì ví dụ đây anh tên là Adam Lee, đúng không? Ví dụ như thế, chúng ta có thể đổi thành Rich Dialogue, đúng không? Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể sửa những cái tên đó, đúng không? Thành tên của mình. Ở cái background này mình không thích thì mình thay cái background khác thôi, không vấn đề gì hết, đúng không? Cái ảnh này thì có thể thay ảnh của mình thoải mái, đúng không? Đó. Cái trang này nó rất hay là nó cho phép chúng ta có thể sửa đổi tất cả mọi thứ. Những cái điều thú vị á là khi mà chúng ta thay nó thì chúng ta có thể làm nó giống như một cái trang portfolio giới thiệu về bản thân mình. Tôi lấy ví dụ như là ảnh của tôi chẳng hạn, được đây, đúng không? Kiểu vậy. Mình kéo nó vào, đúng không? Đấy. Hay bất kỳ những cái ảnh này mình hoàn toàn mình có thể thay thế những cái portfolio, những hình ảnh các thứ vào, đúng không? Kiểu như vậy. Đấy, những cái artwork của mình, đúng không? Những cái dự án mình làm, đúng không? Đấy, rồi những cái sản phẩm, rồi những cái, đúng không? Rất nhiều thứ mình có thể hoàn toàn mình có thể kéo từ chỗ nọ sang chỗ kia, khá thú vị, đúng không? Đấy, rồi mình có thể thay thế những bất kỳ những cái gì mà mình đưa nó vào, đúng không? Thì tất cả những cái ảnh mình sẽ up lên thôi, đúng không? Đấy, ví dụ như thế này. Đó, tag mình có thể sửa, đúng không? Đó. Thế thì đầu tiên là mình có thể chọn những cái mẫu có sẵn như này. Cái thứ hai á, giả sử mình không thích cái nail này, mình có thể sửa được hay không thì câu chuyện là hoàn toàn sửa được anh chị nhá. Bản chất nó là các trang này này, đúng không? Nó là các trang thôi, đúng chưa?
Đó, bây giờ tôi có thể thêm sang mới nha. Sang mới này. Tôi vào mục design này. Đó, nó có những cái mẫu ở đây anh chị này, đúng không? Rất nhiều những cái mẫu. Ví dụ tôi lấy cái mẫu mẫu này, đúng không? Hay tôi thích cái mẫu này chẳng hạn, đúng không? Tôi có thể thêm bất kỳ cái mẫu nào là những cái mẫu template anh chị, đúng không? Đấy. Sau đó thì mình có thể add cái ảnh của mình lên, hoặc mình lấy cái ảnh trong stock, đúng không? Mình có thể search stock, ví dụ như là giả sử như AI, đúng không? Đấy, nó ra cho chúng ta những cái ảnh liên quan đến AI, đúng không? Đấy, chúng ta thay nó vào đây, đúng không? Nó rất là thú vị. Chúng ta có thể thay rất nhiều những cái ảnh nào đó mình cảm thấy nó thích thú, đúng không? Đấy, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể kéo nó như là cái chế độ mà chúng ta chỉnh sửa ảnh ấy, đúng không? Đấy, nó rất là thú vị, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những cái thứ nó khá là kỳ diệu, đúng không? Đấy. Thế thì cái công cụ này nó hay ở chỗ là nó có sẵn mọi thứ, chúng ta chỉ kéo và thả thôi, đúng không? Đấy, và điều quan trọng nhất ấy là cái công cụ này nó đang rất là thịnh hành, đúng không? Thì anh chị hoàn toàn có thể dùng những cái công cụ đấy để có thể tạo cho mình những cái sự hấp dẫn, đúng không? Đấy, tôi ví dụ như là cái đây là cái website, đúng không? Giả sử portfolio của tôi chẳng hạn, đúng không? Anh chị hoàn toàn có thể làm giống như của anh chị. Sau rồi chúng ta đặt tên thôi, đúng không? Ví dụ portfolio tức là ở giới thiệu về 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 những cái năng lực của mình đấy anh chị, đúng không? Đấy. 2023, reach đây là 2023, ví dụ như vậy. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có cái mục preview trước này. Preview tức là xem trước anh chị, đúng không? Đấy. Chúng ta đợi một chút là nó sẽ ra được cái phần preview. Đây, anh chị thấy này, đúng không? Đấy. Nó lên rồi đấy, đúng không? Này. Thấy được không? Như website, đúng không? Đấy. Đúng không? Mình có thể thay ảnh của mình rất là đẹp lung linh, thay chữ ý, thứ là đúng không? Chúng ta có dự án thì chúng ta có thể bút lên đây, đúng không? Rất là lẹ luôn anh chị. Đó, không cần mất quá nhiều thời gian, đúng không? Đấy. Chúng ta có thể để là dạng có thanh điều hướng hoặc không có thanh điều hướng, đúng không? Đây là chúng ta có thể để chọn để hiển thị trên mobile hoặc không để hiển thị mobile. Đây là có chế độ mobile anh chị này. Nó gì bonsit ở mobile rất đẹp. Đấy, đúng không? Anh chị hoàn toàn có thể dùng những cái chế độ mobile này, đúng không? Đấy. Hoặc là anh chị không để mobile cũng được, nhưng mà thường bây giờ là hay để mobile, đúng không? Người xem trên điện thoại nhiều, đúng không? Đấy, trước khi mà anh chị public, anh chị xem là cái mobile nó có đẹp hay không nhá. Đó, nếu mobile mà nó không đẹp thì mình phải chỉnh lại nhá. Đấy, đúng không? Đấy, thế thì tốt nhất là lấy theo cái template của nó, mình chỉ sửa tách tách như là xong, đúng không? Rồi mình public này. Đấy, public nha. Đấy, public thì cái hay á, ở đây á, là mình có thể chọn cái tên miền có sẵn của Canva ở free domain, hai là mình mua cái tên miền từ cái nền tảng của nó, ba là mình có cái tên miền sẵn của mình á, mình chọn khi mà kích vào đây nó sẽ có cái phần hướng dẫn anh chị ạ. Anh chị lên mạng anh chị search là cách chọn tên miền của Canva là có hướng dẫn đấy. Đó thì ở đây là free domain trước nhá. Đó, tôi continue này, tôi đặt miêu tả về cái này, đúng không? Đó, chúng ta hoàn tôi lấy ví dụ một cái đoạn mô tả này là gì, chúng ta có thể copy ví dụ, đúng không? Đấy, tôi sẽ lấy ví dụ như này, bếp vào đây, giả sử đây là bạn mô tả, đúng không? Đó, chúng ta public, đúng không? Đấy, thế thì trong một lát thôi là chúng ta đã có thể có được một cái website khá là hấp dẫn anh chị em ạ. Đó, và đây là website giới thiệu về năng lực của chúng ta. Đây là website này, view my website này, đúng chưa? Của tôi là richdeadlock.my.canva.site. Đấy, thì hoàn toàn lấy một trò tên miền thì tên miền nó sẽ không dài này nữa, đúng không? Nó có thể là richdeadlock.vn, đúng không? Đấy, hay là gì đấy, đúng không? Thì anh chị có thể, anh chị thấy không? Đó, chúng ta đã tạo được một cái website tương đối là hấp dẫn, đúng không? Đấy, mà rất là nhanh, đúng không? Đó, thay thế vào rồi các bố cục, cứ như nào, chúng ta có thể chèn cả video được mà. Link YouTube được hết mà. Link tới mạng xã hội được hết mà, đúng chưa? Đấy, đúng không? Ví dụ giả sử nha, bây giờ mình thay thành video, đúng không? Cho anh chị xem. Anh chị có thích không đã là comment là thích là ok không ạ? Đúng không? Anh chị thấy không, nó rất đơn giản, nhưng đôi khi mình không biết thôi, chứ còn mình biết thì mọi thứ nó cũng rất là dễ, đúng không? Đây, có thể chèn video này, đúng không? Có gì đâu, đúng không? Đấy, chèn cái video vào, đúng không? Đấy, xong up cái video mình vào, đúng không? Đấy, có gì đâu, là do mình trình bày bố cục thôi mà, đúng không? Đấy, background là mình không thích thì mình thay cái background khác, có gì đâu. Ảnh này mình không thích thì mình thay lấy cái ảnh khác, có gì đâu, đúng không? Đấy, nó ra ảnh khác rồi đấy, đúng chưa? Có gì đâu, đúng không? Đấy. Thì nói chung là tóm lại là chỉ kéo và thả thôi. Cái quan trọng nhất là chúng ta biết được là ừ đấy, nó có một công cụ rất hay như vậy. Chứ còn thực ra bây giờ mà bảo anh chị mà đi gõ code thì tôi cũng chịu. Ngày xưa tôi cũng mò mày lắm, nhưng bây giờ nó thật với anh chị là nói chứ chứ
đi đi làm những cái mà liên quan đến các thứ mà bây giờ mà cứ phải mất nhiều thời gian là không làm, lười đó, người Việt mình đã lười thì bọn châu Âu nó lười nữa, đúng không? Đó, như tóm lại đấy anh chị đó, rất đơn giản, đây đưa video vào, chị có thể link YouTube cũng được mà anh chị đó. Đó, chị chèn đây, chị có thể thay icon mạng xã hội này, mình search là sử dụng như icon Facebook đúng không, icon Facebook, icon TikTok, rồi icon Telegram, nó kiểu được hết mà đúng không. Đó, kết nối với chúng tôi qua cái gì đấy đúng không, mình hoàn toàn mình có thể thay nó vào những cái góc đúng không. Đấy, sau mình link cái link này này, nó có cái đặt link anh chị này đúng không, ra chôn ca cũng được, link tới http facebook.com xếp chéo đất lâu đúng không. Đấy, xong enter để thử nha. Đấy, đúng không, rồi mình có thể thay tất cả những cái ảnh này thành ảnh của mình các kiểu thoải mái đúng không. Đấy, thì nó tóm lại là nó sẽ giống như là cái mình, nó là sản phẩm của mình thôi đúng không. Đấy, add thêm một tí nữa, vài cái nữa để view lên cho nó đẹp đúng không. Đấy, nhiều cái nó cũng rất hay. Tất nhiên là về ảnh thì anh chị cũng chọn lựa làm sao nó phù hợp với cả cái mục tiêu của mình là được nhá. Đó, chứ không phải là mình cái quan trọng nhất là nó cuối cùng là nó vẫn là cái khâu sáng tạo anh chị em ạ, đúng không. Đấy, sáng tạo mới có gạo mà này, đúng không? Chúng ta cũng phải sáng tạo nữa chứ đúng không. Đấy, và làm sao để sáng tạo thì đương nhiên là chúng ta cứ phải làm nhiều thôi đúng không. Đấy, như vậy nó ra rồi đấy, qua tôi public này đúng không. Đấy, thì đâu bây giờ tôi continue này đúng không, tôi public này đúng không. Đấy, nói chung là đơn giản lắm, tí nữa xong học xong khoa học này có khi anh chị có website luôn đúng không, chứ cần gì phải nghĩ nhiều đâu. Bây giờ đi tuyển dụng đúng không, đặc biệt là các bạn sinh viên hoặc là những người đang đi làm đúng không, muốn chuyển việc đúng không, thì chúng ta cũng phải có cái website, nói với nhà tuyển dụng đây này, cái portfolio của tao này, thành tựu này này. Bây giờ kể cả như chúng tôi làm kinh doanh, chúng tôi cũng vẫn phải gửi cái portfolio của mình cho các đối tác mà, để người ta xem là mày có năng lực gì, mày tầm mày đến đâu đúng không. Nhưng mà nhìn thấy vừa vào ông sếp bảo vui mẹ, nhìn em nhìn cái portfolio của em đẹp thế, anh mê quá thôi anh nhận em luôn đúng không. Thế thì ngon lành, hoặc là đối tác bảo ôi mẹ cái của em nhìn em làm xịn thế, em làm mất bao lâu, ôi em anh ơi em làm mất nhiều lắm anh ạ, nó chỉ mất khoảng tiếng thôi. Thế là người ta lại bảo wow đúng không, kiểu đấy. Đấy, thấy không, ra một cái portfolio quá đẹp luôn đúng không. Đấy, bây giờ tôi đảm bảo là tôi gửi cho khách hàng cái này là khách hàng thích thú luôn đúng không. Đấy, tôi gửi cho anh chị lên cái chat cho anh chị xem cái của tôi đúng không. Đó, nhiều khi nó cũng đơn giản thôi đúng không. Đấy, ví dụ như cái đường link như thế đúng không. Đây, đây là còn đây là cái trang thật của tôi. Nói chung là anh chị ạ, chúng ta cần phải học cái cách làm sao để có thể dùng tất cả những cái kỹ thuật số để mình tạo ra được cái những cái thứ liên quan đến, đây là portfolio của tôi này đúng không. Đấy, cũng rất là đẹp đúng không. Đấy, trên mạng đúng không, anh chị có thể vào linkdesklock.vn, đây trên này có tôi có profile này làm bằng Canva hết này, anh chị vào tải profile nhá. Đấy, nó cũng ra luôn đấy, portfolio của mình đấy đúng không, linkdesklock portfolio này đúng chưa, làm bằng Canva hết mà. Đấy đấy, các loại luôn đúng không. Đấy, giới thiệu về mình, website, Facebook đúng không, hình ảnh học tập đúng không. Đấy, các kiểu anh chị cũng phải đưa vào các dự án nào như này đó. Đấy, cho người ta biểu đấy là hồ sơ năng lực mà anh em ạ. Nên khi mà tôi ký hợp đồng với đối tác rồi bắn cho cái hồ sơ năng lực hay là tự chốt đúng không, chứ đâu phải nói nhiều đúng không. Anh em mà đi trình bày ra phường lâu lắm đúng không, anh em là cứ phải thực tế cho người ta thấy là đấy năng lực mình như nào, để người ta xem là đấy, rất nhiều khóa học của tôi đã thực hiện, rất nhiều ấn phẩm tôi đã làm, rất nhiều những cái sản phẩm tôi làm rồi, rất nhiều cái thứ đúng không. Thì anh chị em có thấy đâu, anh chị có cái gì mưu đưa hết ở đấy đúng không. Tóm lại nó là một cái lời để tinh chỉnh lại những cái thành tựu của mình, những cái kết quả của mình, những cái năng lực cá nhân của mình đúng không. Giới thiệu về mình, còn giới thiệu thì ChatGPT viết thì có gì đâu, tí tôi nói qua cho anh chị ChatGPT xem nó viết về mình quá siêu luôn đúng không. Đó, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là anh chị phải hiểu ở đấy, anh chị phải có website cá nhân. Nhưng mà anh chị tất nhiên WordPress cũng ok, anh chị vẫn có thể làm Canva dành cho những người lười như tôi đúng không. Đó thì nói chứ anh em bây giờ làm kinh doanh online mà anh em không có website cá nhân là vứt đúng không, thậm chí cũng phải có logo thương hiệu của mình đúng không, rồi cũng phải có những cái triết lý về mình chứ đúng không, người ta mới hiểu về mình chứ, anh em đi nói xã xã không bán hàng ở đâu anh chị em ạ. Đó, nên là người bán hàng là phải nhân hiệu, bán hàng là phải hình ảnh, bán hàng là phải từ những cái thông điệp đúng không. Đấy, những cái kết quả, những tất cả mọi thứ anh em có, chứ còn
không đùa được, đúng không? Bây giờ ví dụ anh em bảo tạo khoảng 5.000 nghìn mẫu trên Canva, nói người ta sướng mồm lắm, mà mình cũng có năng lượng, đúng không? Và em mới tập tệ nói với chị em không ăn thua, tự dưng đã loại rồi, đúng không? Khi nói với khách hàng là anh ơi em làm Canva 8 năm rồi, em không nhiều lắm nhưng có 15.000 thiết kế rồi, thế là người ta phê hòa, đúng không? Canva em cũng mới thôi nhưng mà em cũng tạo được khoảng 30.000 thiết kế rồi anh ạ, đây những mẫu của em đây anh xem đi, wow, đúng không? Thế là chốt ngay anh em ạ. Đấy, thế thì như thế thì mình mới 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 ok chứ, đúng không? Bảo em mới vào nghề, em sinh viên anh ơi, em cần học hỏi anh thì tất mẹ đi, đúng không? Không ăn thua, đúng không? Cái đấy là cái mà được, chúng ta không bao giờ không phải thể hiện cái năng lực của mình, mà một trong những cái năng lực giỏi nhất là năng lực phải sáng tạo, đúng không? Tôi nói nghiêm túc đấy, những công ty anh em sống ở nước ngoài chị em biết, những công ty cạnh tranh người ta không có cạnh tranh, người ta tập trung sáng tạo, đúng không? Mà thế giới này bây giờ nó khác rồi, đúng không? Đó nên là anh em tập, nếu mà tìm ra đúng cái nõi của mình thì tôi tin anh em sẽ thành công nhanh lắm, đúng không? Đó, chứ thực ra thế giới còn công cụ Canva trên mạng có dạy đầy, nhưng mà vấn đề là nó có biết là những thứ sâu như chúng ta làm hay không, bởi vì nó ăn nhau độ trải nghiệm, ăn nhau cái gu, ăn nhau cái cảm xúc, ăn nhau, đúng không? Đấy, cái đấy mới là quan trọng, chứ còn về mặt công cụ thì tôi thật với anh chị tôi chả đi học đâu, tôi mỏ phát xong, đúng không? Đấy, nhưng mà cái quan trọng nó là tư duy là gì, đúng không? Ví dụ bây giờ một công ty người ta giao cho mình một cái đề bài, mình có làm được không, đúng không? Đấy, hay là người ta mình có sáng tạo cho họ hay không, mình có tư vấn cho họ được không, hay mình có coaching cho họ được không, đúng không? Cái đấy mới là cái quan trọng, nó mới ra tiền, nó mới ra xe, đúng không? Nếu anh chị em nào đồng ý cái tư tưởng đó thì comment cho tôi 3 số 9 được không, đúng không? 3 số 9 đấy, đây là những gì tôi nói, những gì bằng trái tim của mình, bằng những gì mình làm. Nó không phải đơn như vậy đâu anh chị em ạ, nó phải mất rất nhiều thời gian để làm cái đó. Tí cho anh chị, tôi cho anh chị xem, có những sản phẩm tôi phải đúc 100 sản phẩm nó mới ra được một cái anh em ạ. Nó như thế đấy anh chị em ạ, đừng có nói đùa, nó phải rất nhiều những thứ cần thời gian anh chị em ạ. Nhưng mà chúng ta muốn có kết quả tốt thì chúng ta phải luyện tập, chúng ta phải chịu khó, đúng không? Nhiều người bảo sao làm đẹp như tôi, thực ra không có đẹp, mà quan trọng nhất là chúng ta phải thấy cái điều thú vị. Đây này, đây tôi đang đúc cho bọn nước hoa anh chị em này, đúc nó phải hàng trăm những cái mẫu nó mới ra được những mẫu đẹp anh chị em ạ. Tí cho anh chị xem những cái mẫu mà tôi chọn đó, nó rất nhiều thứ đó. Nhưng nói tóm lại là gì, là cái phần tôi vừa chia sẻ nó là website, và tôi muốn hỏi anh chị cái phần chia sẻ của tôi về website vừa rồi thì anh chị có tự làm được không? Nếu anh chị tự làm được thì comment cho tôi từ từ tôi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Để khẳng định là anh chị có thể tự làm được, ok không ạ? Đó, nó rất đơn giản như vậy thôi, đúng không? Đấy, nhưng hôm ngày hôm nay anh chị biết là nó có một công cụ như vậy, nó chỉ là kéo thả thôi, không có gì cả, đúng không? Public là xong, đúng không? Đấy, còn cái việc trỏ tên miền như thế nào thì lên mạng search nó có, đúng không? Đấy, còn nếu mà cần thiết thì vài bữa nữa tôi có thời gian tôi quay cho một cái video cách trỏ tên miền, bấm lên kênh của tôi, follow kênh của tôi là nó sẽ có nha. Mà tôi cũng dự định đấy sẽ làm một cái video nói sâu về cái website này và cách chọn tên miền, đúng không? Đấy, còn sau cái đó là anh chị, đúng không? Đấy, thì tôi nghĩ tôi nói với anh chị là anh chị hoàn toàn có thể tạo ra nhá. Thì đấy là cái phần liên quan đến website, nó cũng đơn giản như vậy thôi. Thì đặc biệt là website đây nó có rất nhiều cái mẫu, đúng không? Anh chị em có thể dùng tất cả những cái mẫu mà phù hợp với mình. Đấy, và kinh nghiệm của tôi là gì? Là chúng ta liên dùng template, đó, chúng ta sửa để nó không, bởi vì trên mobile nó chỉnh đẹp rồi. Chứ bây giờ anh chị mà chỉnh theo cái ý của anh chị nhiều khi trên mobile nó vỡ đấy. Anh chị em lưu ý như vậy nhá. Đó chứ không phải bảo tôi không nói trước, được không ạ? Đấy, nhưng mà những cái mẫu của nó xong mình cứ thêm cái bố cục nào mà cứ template sàng sàng đổi màu rồi cái, đúng không? Tóm lại là đấy là cái cách nhanh nhất, đúng không? Thì thằng Canva nó hay như thế, nên là có bao nhiêu cái, nhưng mà tôi nói thật thằng Canva nó rất phù hợp với làm portfolio, tôi nói thật đấy, đúng không? Anh cho anh chị làm những portfolio quá đẹp luôn, đúng không? Những cái file giới thiệu năng lực, rồi file giới thiệu dự án, rồi những cái quá trình phát triển của mình, đúng không? Đấy, thì tôi nghĩ là rất hay, đúng không? À, đấy là đầu tiên là về cái phần Canva về website nhá. À, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần nữa mà tôi nghĩ anh chị em cũng sẽ rất thích, đó là logo. À, tôi thì cũng đã từng thiết kế logo từ rất sớm, khoảng 20 năm rồi đó. Và khi mà làm logo thì tôi nghĩ rằng anh chị cũng sẽ có một số cái cảm nhận về 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 cảm xúc của mình. Anh chị search là logo thôi, đúng không? Đấy, thì thực ra ấy là logo bây giờ ấy nó cũng khá hay. Đây tôi cho anh chị xem. Trước khi mà để hiểu về logo ấy thì anh chị cần phải hiểu về cái bánh xe màu sắc mà hôm qua tôi chia sẻ đấy, đúng không? Và anh chị cũng cần hiểu cái nguyên tắc về phong thủy nữa. Kim sinh thủy, đúng không? Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, đúng không? Kim thì là về màu xám, màu bạc, màu ghi, đúng không? Đấy, màu vàng, đúng không? Đấy, còn hành thủy thì xanh đen, đúng không? Đấy, còn mộc thì xanh xanh lá cây, đúng không? Đấy, đỏ thì cam, hồng, tím, đúng không? Đấy, thổ thì màu nâu, vàng đất ấy, đúng không?
đấy, thì nó sẽ có một số cái ngũ hành tương sinh đó. Thì mình khắc nó thì mình lại tốt đấy, còn mình tương sinh tức là cái sinh ra mình thì cũng tốt đúng không? Dù anh chị mệnh thủy mà anh chị dùng cái màu đen hoặc là dùng màu trắng vẫn ok, mà thực ra màu đen màu trắng nó là màu trung tính đúng không? Thì đặc thù của logo ấy nó có ba cái ba phần. Phần số 1 ấy tôi gọi đây là biểu tượng, ok không? Cái này gọi là biểu tượng nhé, được chưa? Biểu tượng đây là phần text, ok chưa? Đấy, một phần nữa nó gọi là tagline hay là gọi là slogan đấy. Ví dụ cái này là có tagline nha, ví dụ đây là tagline này, tôi lấy ví dụ như thế. Wow, ví dụ đây là tagline slogan, well không? Đấy, ví dụ đây là slogan. Wow, slogan, ok chưa? Đấy, ví dụ như thế. Thì tức là nó có ba thành phần nhá. Tôi nhắc lại biểu tượng này, text này được chưa? Và slogan, ok chưa? Tagline, ok chưa? Đó, thì cái sắp xếp thì nó có nhiều kiểu. Một là mình có thể sắp xếp lại như này, hai là mình có thể sắp xếp như thế này, đúng không? Đấy, đúng không? Ví dụ một cái này tôi cho anh chị xem mấy cái kiểu sắp xếp luôn. Một cái ví dụ nha. Đây là một ví dụ sắp xếp, được chưa? Một ví dụ sắp xếp. Đây là một cái ví dụ sắp xếp, được chưa? Được chưa? Ví dụ tiếp tục thêm cho anh chị thêm một hai kiểu nữa để anh chị có thể hình dung cách để sắp xếp như thế nào cho nó phù hợp. Đấy. Bây giờ không phải cái logo nữa đây, ví dụ như là Yumi, ví dụ như vậy. Đúng không? Bạn và tôi là quán anh em đấy. Một thương hiệu anh em. Đấy. Slogan tí chúng ta dùng ChatGPT nó sẽ gợi ý. Cứ bây giờ cứ tạm thời cái cách họp bố cục đã, ok không ạ? Đấy. Ví dụ đây. Sao cho cái này. Cái thứ ba. Cái thứ ba là có thể như thế này. Hoặc là cái này thì đặt đặt đây, nhưng mà đặt nói chung hai cái này, cái này đặt đây là đẹp nhất. Hoặc là đặt một cái nhỏ nhỏ góc này cũng được. Đấy, nó lối với cái này luôn, lối với chữ E là luôn. Thì cái này mình chỉ biến thành màu trắng. Đấy, nó kiểu như này. Đúng chưa? Đấy. Đây là một kiểu đúng không? Đấy, rồi có thể một kiểu nữa đi. Đấy, chung là cũng có nhiều kiểu, quan trọng là anh chị sáng tạo thôi. Đúng không? Đấy, ví dụ một cái kiểu kiểu này cũng được. Đấy, đúng không? Đấy, nó có hay của nó, đúng không? Được chưa? Là có mại là anh chị có thể. Còn về nguyên tắc ấy, thì cái chữ với cả cái này nó phải cân đối nhá. Đừng để cái này nó quá bé. Quá bé thì nó xấu nhá. Đó, nó tùy theo cái cách anh chị sắp xếp thôi. Vì đây là chữ với cả logo là mình thì là chính như thế này, ok chưa? Đó. Thế thì về bố cục nó sẽ có như thế. Còn về màu sắc thì nó có hai kiểu, một kiểu là âm bản, một kiểu dương bản. Tôi sẽ nói cho chị thế nào là âm bản, thế nào là dương bản nhé. Ví dụ đây cái logo như thế này. Thực ra ấy, cái logo này ấy, nó đang là âm bản. Đây tôi sẽ cho anh chị xem, cho anh chị so sánh. Logo nó phải có tính đặc trưng anh chị nhé, và nó phải in được nhiều chất liệu, và nó cũng phải phù hợp với yếu tố văn hóa nữa. Đó, ví dụ như cái logo này là tôi thấy cũng đẹp. Đấy. Đấy là âm bản nha. Còn đây là dương bản này, tôi cho anh chị xem dương bản. Dương bản thì nó đơn giản thôi, nó là cái màu liền sáng đúng không? Chữ mình sẽ cho là chữ đen. Đấy, đúng không? Cái này đặt lên cái nền này nó đang hơi bị ấy, tôi đặt lên nền trắng này. Đây này, tôi cho cái này lên màu ghi đi. Đấy, đúng không? Cái này nó đang lên nền này nói thì anh chị phải chỉnh cái màu để cho nó xanh hơn chút hoặc nó cam một chút đi. Tôi lấy ví dụ như này. Đúng không? Đấy. Ví dụ như thế, đúng không? Ở màu vàng cũng được, giống cái màu kia, đúng không? Thì cái này anh chị cũng phải là màu vừa với cái màu đấy, đúng không? Đấy. Thì nó sẽ đồng nhất anh chị em ạ. Đấy. Anh chị hiểu không? Đây nó chính là dương bản. Đấy, tức là cái lên nền sáng thì nó là dương. Còn lên cái nền màu
Động thì nó là âm, nghe không ạ? Đó. Thì trong logo nhất thiết phải có âm và dương. Đó, cái việc âm và dương nó sẽ tóm lại nó sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta đặt lên các nền khác nhau nó sẽ phù hợp, anh chị hiểu không? Đó, nên anh chị phải nhất quán cái việc là cái việc đó nhá. Là bao người đã hiểu rồi, comment 3 số 2 được không ạ? 3 số 2. Đó. Đó, đấy, chúng ta phải có cái âm dương như này, ok không ạ? Tất nhiên có một số cái trường hợp logo ấy là đặt lên nền tối, nền sáng đều ok hết. Tôi lấy ví dụ như logo Google. Anh chị thấy logo Google ấy là đặt lên nền nào nó cũng ok. Cho anh chị xem. Ví dụ logo Google đi. Lấy trên, trên đây. Logo Google hay rất nhiều logo thì lên nền nào cũng ok. Tôi lấy ví dụ logo này nha. Đúng không? Anh chị thử cho anh chị xem này. Đây là đang lên nền sáng, ok chưa? Như này đúng không? Bây giờ lên nền tối nhá. Nền tối này. Thì thấy không? Nó vẫn ok. Đúng không? Không phải sửa màu gì hết. Đấy. Vì họ chọn những cái gam màu nó rất là kiểu hài hòa. Để cho anh chị xem một cái màu nó tối tối ở này. Đúng không? Đấy, anh chị thấy không? Đấy, nó đều ok mà, đúng không? Đấy. Lên nền ghi này. Đấy, có trường hợp nó sẽ lên nền ghi đúng không? Nó cũng ok, đúng không? Đấy, nên thành ra là logo Google hay là một số cái logo là nó đặt lên nào cũng ok. Đúng không? Đấy. Kể cả ví dụ bây giờ nha, cái logo của thằng là Coca-Cola nhé. Coca-Cola. Cho anh chị xem. Đặt lên các nền cũng khá ok đấy. Ví dụ như này nha. Ví dụ bây giờ đặt lên nền 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 sáng trước đi. Thằng này nó chỉ là đặt lên nền đen hoặc nền trắng hoặc nền ghi thôi. Đây nha, đúng không? Đặt lên nền đen này. Vẫn ok, đúng không? Đấy. Thấy không? Đấy. Còn trường hợp nó làm âm bản ấy, nó sẽ làm màu đỏ. Nó sẽ làm màu đỏ. Còn chữ nó sẽ chuyển màu trắng. Chữ nó sẽ chuyển màu trắng đấy chị ạ. Nó đây là sẽ là âm. Mới chuyển màu trắng hết. Mới cho màu trắng hết. Đấy, nó như này. Anh hiểu chưa? Thực ra là nó thường hai kiểu này. Coca-Cola là như này. Đấy, đây là dương, đây là âm. Ok chưa? Thì âm nó phải là đổi lại cái lề. Đổi lại cái màu chữ, đúng không? Đấy. Coca khá đẹp. Đẳng cấp. Đúng không? Cái người vẽ cái logo này phải nói là người ta ban cái phước gì người ta mới vẽ được cái logo này đấy. Đúng không? Đó, chứ nó không phải đơn giản đâu. Đó, nó cả một cái sự nghệ thuật đặt đến đâu nó cũng đẹp, đúng không? Đấy. Thì đấy là cái mà anh chị có thể nhìn thấy là cái cách người ta làm. Đúng không? Anh chị thấy bây giờ tôi phù phép từ cái chữ màu đỏ sang màu trắng nhanh không? Vì tôi dùng edit thôi. Những cái cơ bản này cứ lên xem YouTube của tôi nó có nhiều cái video dạy cái này rồi. Tôi không nói về cơ bản nữa. Quan trọng anh chị học tư duy của tôi, ok không ạ? Để anh chị hiểu cái cách làm sao vận hành một cái việc sáng tạo như thế nào, đúng không? Đấy, nhưng mà chúng ta mà muốn làm sáng tạo mà chúng ta muốn làm đồ họa thì chúng ta phải hiểu cái tư duy đấy, chứ không là chúng ta sẽ không ra được cùng được sản phẩm đâu, đúng không? Đó. Bao nhiêu người thích cái cách dạy của tôi nào? Nào thích thì comment nào, đúng không? Đấy. Thì để cho anh chị thấy là cái gì nó phải thực chiến, nếu không thì không ra được, đúng không? Đấy. Còn bây giờ tôi sẽ dùng ChatGPT. Nó sẽ gợi ý một vài cái logo. Ai muốn tôi thử cho anh chị một cái lĩnh vực logo nào đó trong cái lĩnh vực nào đó là có mày thử thế nào. Lĩnh vực anh chị muốn đi. Một cái tên mà anh chị muốn làm một cái thương hiệu gì đấy đi. Cứ ấy tôi sẽ tặng luôn cho một cái logo, hai cái logo cũng được. Làm luôn cho hai ba anh chị luôn trong buổi tối hôm nay thôi. Chứng minh cho anh chị xem có năng lực luôn. Đặt tên luôn, đặt slogan luôn, làm logo luôn cho. Là comment cái lĩnh vực anh chị muốn làm nào. Là muốn muốn thử tư duy xem anh chị muốn làm cái thương hiệu gì nào. Đấy. Đấy, ví dụ chị Thảo Hồ làm logo thương cá nhân nhá. Đúng không? Đấy, ai đó là chơi si Thảo Hồ. Ok, trước mắt chơi si Thảo Hồ. Chân gà gối lệm. Chân gà gối lệm. Rồi. Chân gà gối lệm là em kinh doanh ở đâu? Nội địa Việt Nam hay là kinh doanh ở châu Âu, châu Mỹ gì? Làm cho bạn Cẩm Phương trước đi. Khách trước đi. Rồi sau đó tí làm người nhà. Việt Nam à? Ok, rồi. Giả sử nhá. Tôi dùng ChatGPT này.
Tôi sẽ nói là ChatGPT gợi ý đặt tên, gợi ý đặt 10 tên thương hiệu chăn ga gối nệm là sản xuất ở Việt Nam hay là, tức là theo kiểu phong cách gì em, phong cách theo kiểu kiểu Hàn Quốc hay là phong cách gì em, châu Âu hay phong cách gì, cho tôi thêm một cái key nữa đi, comment nhanh nhau, comment nhanh 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 thật nha. Hàn Quốc rồi, thương hiệu chăn ga gối nệm Hàn Quốc bằng tiếng Anh. Rồi, đấy, nó ra một loạt đấy. Đúng nha. Đúng không? Ví dụ, Cozy, ví dụ, Loose gì đấy, AB. Chưa hay. Viết tên gắn với câu chuyện. Cổ tích. Đẹp, nó phải cổ tích. Rồi. Đấy, ví dụ như là nó ra được một một số cái ra rồi này, đúng không? Đó. Giả sử nha. Ví dụ trong cái này em thích cái này. Trong những tên này. Đó. Chín à, ok. Rồi ví dụ như này nha, đấy ví dụ như này nhá, ví dụ tên của em là ok là cái này đúng không, đây là tên thương hiệu, em sinh năm bao nhiêu, sinh năm bao nhiêu, sinh năm bao nhiêu để biết màu cái nào, sinh năm 1989, màu ok rồi. Một cách làm như sau. Sau khi anh chị có cái tên rồi thì anh chị có thể search ở trên này này những cái mẫu dùng template đúng không, thì ví dụ bây giờ giả sử như là lĩnh vực về đệm đúng không, đệm tiếng Anh đúng không, đấy cushion đúng không, đệm rồi giả sử như này anh chị search nó rồi anh chị search cái template đấy đúng không, nó không có. Ví dụ cái lĩnh vực này về mình tìm những cái từ về về fashion cũng được, nó sẽ gợi ý là những cái nó gần tương tương đó. Đây anh chị lấy những cái mẫu nó có sẵn anh chị, anh chị nhá, anh chị có thể chọn những cái mẫu có sẵn ok không ạ, đấy những cái mẫu có sẵn sau đó thì mình sẽ đổi thành cái tên của mình trước đầu tiên đúng không ạ. Tôi lấy ví dụ bây giờ cái tên mà mình vừa đặt đúng không, đây tôi cắt cái này đi, sleep ok, đây thì anh chị thay nó vào đây đúng không, đúng không đấy, cái phông nó cũng phải đẹp đẹp tí chị em ạ, tôi nghĩ phông này nó phù hợp với cả cái thương hiệu này đó. Có hai cách, một là mình để nó một hàng, để trước mắt để một hàng nha, tôi sẽ làm cho hai mẫu.
đấy, xong mình cân làm cho nó đẹp chút, đúng không? Đúng không? Đấy, cái slogan đi, mình xem cái slogan của nó này. Slogan này chưa hay lắm, viết slogan cho thương hiệu này. Thật ngắn gọn, 5 từ. Đấy. Đấy, ví dụ như thế. Đây, slogan đây. Đúng không? Đấy, cái từ này cũng rất hay. Đúng không? Đấy, ví dụ đây là slogan đúng không? Nói chung có ChatGPT thì cái việc mình đặt tên rồi viết slogan nó cũng rất nhanh. Đó, đúng không? Anh chị nào mà chưa quen dùng ChatGPT thì mình nên dành thời gian nhé. Đấy, bây giờ mình lấy cái biểu tượng về sleep đúng không? Để mình nó phải sleep đúng không? Đấy. Có rất nhiều cái biểu tượng rất là hay, kiểu giấc ngủ ngon đấy anh chị em. Đấy. Mình có thể dùng những cái gì đến nó mặt trăng kiểu kiểu đang ngủ, hoặc là những cái gì đấy nó mềm mại rất là tự nhiên anh chị em ạ. Đấy, và mình có thể dùng những cái biểu tượng là sleepy. Đây, tôi sẽ lấy một cái biểu tượng hai cái mặt trăng. Đúng không? Đây là có một cái nhưng mà mình chưa có một số cái, ví dụ cái này thì cũng gần được nhưng mà nó đang thừa cái màu chưa nào đó. Nhưng mà tóm lại là anh chị có thể dùng được những cái biểu tượng nó có sẵn ở đây anh chị em nhé, hoặc là anh chị có thể vẽ đúng không đó. Cái sleep sleeping rất nhiều cái cũng thú vị đấy anh em ạ. Đó, nhiều khi mình cũng phải mò mò tí đúng không đó. Moon đi. Đấy, tôi nghĩ là ổn hơn đấy. Đúng không? Chọn xem nào. Đây. Đấy, nhiều khi chỉ cần thế này thôi là đã đẹp rồi mà. Đó. Đúng không? Thêm một cái đường màu cam gì đấy, đúng không? Đó. Xin em mộc, mộc là 89. 89 thì anh chị có thể dùng những cái màu thực ra là đầu tiên là phải theo ngành đã. Nếu mà cái nước ngủ mà mình lại dùng cái màu nó hơi xanh nhưng cũng đẹp lắm. Màu xanh này giấc ngủ nó hơi xanh. Mình có thể dùng, hoặc mình có thể dùng màu đen, màu tôi nghĩ là dùng màu cam đẹp trong trường hợp này. Thương hiệu này màu màu đen màu cam. Mình làm hai cái hình như này này. Tôi nghĩ nó ổn đấy chị không đó. Đó kiểu như vậy là nó ra một cái thương hiệu cũng tương đối rồi đấy. Đấy, một cái logo như này em có thấy được không? Em gì mẹ tên là gì đây? Cẩm Phương à? Đấy, một logo chỉ cần đơn giản thôi, không cần phải quá wow. Đấy, có người thấy thế nào? Cho mấy điểm mọi người, cho mấy điểm, 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 cho mấy điểm cái để biết là đi thi được mấy điểm chứ, đi thi mà không được điểm nào thì chết đấy. Có thể như vậy đó. Đấy, wow. Hoặc là đen được, đen đẹp, tôi nghĩ đen đẹp hơn, nó chỉ nhấn cái này thôi là đẹp rồi. Thế mình cho một cái âm bản, một cái dương bản nha. Cái này sẽ là cái dương này, được chưa? Vẽ logo là slogan trong có mấy phút đúng không, kiếm tiền ngon lành phết đấy đúng không? Một logo ra ngoài thị trường phải 10 triệu, 10 củ tôi làm cũng phải 10 củ là ít nhất tôi mới làm. Hôm nay được làm cái này là may mắn cuộc đời đấy. Đấy, đúng không? Thú vị đây anh em ạ. Đấy, là cái môn học này là cái môn môn thú vị, đúng không? Đấy. Chỉ có thử màu này thôi. Đẹp. Đẹp đấy. Chất đấy, anh em ơi. Chất 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 chất. Quá chất. Quá chất luôn. Đấy. Thử cho anh chị xem ba trường hợp.
cất thì lực cất đấy, ba trạng thái nha. Này này này, úi giời ơi. Đấy, xong bảo hộ thương hiệu luôn toàn cầu gì nữa. Đấy, thực ra tông tối gì thì cũng nó âm bản chương bản thôi, vân vela nhá, nó là âm bản chương bản mà. Đấy, đúng không? Đấy, nói chung là thú vị đấy. Đấy, nói chung cái này con rồi, cái xu lươn là đẹp này, khôi phục giấc ngủ đúng không? Đấy, quá hay, tôi tặng em luôn nhá, đây tặng em luôn cái logo này, gửi cho em luôn cái này làm mẫu luôn, phải gốc luôn nhá, làm kỷ niệm luôn nhá. Đấy, sau này có thành công thì tặng tôi cái đệm nhá, nhớ nhá. Cưng, tôi lấy vợ hai cái. Đấy, rồi tặng luôn đây, gửi cho phải gốc luôn, tự sửa, tự sướng. Đấy, phải gốc đấy nhá, xong việc đấy, làm thử thêm cái nữa đúng không? Nó phải ra sản phẩm như họ đang ra sản phẩm thì đấy, thử thêm cho một hai người nữa nhá, đằng nào cũng để anh em học hỏi cách nào, ok không ạ? Ai đồng ý là làm thêm cho hai người nữa thì comment số 2 thôi em ạ. Đó, ăn nhau tư duy đấy, chứ còn thiết kế logo nhiều khi mãi không ra đâu. Là ông ChatGPT có phê rồi. Bây giờ là ai đây, cái người lúc nãy là comment cái gì đây? Tôi có duyên thiết kế logo đó, rất có duyên luôn. Đào tạo kỹ năng cho trẻ, Vân Vera là đào tạo kỹ năng cho trẻ là làm. Em có thích cái từ gì không? Chủ yếu là kỹ năng gì em? Giao tiếp với nhau tí. Cho tôi ba câu hỏi nha. Một, sinh năm bao nhiêu? Hai là đào tạo kỹ năng gì? Thứ ba là cái biểu tượng gì em thích? Đấy, cho tôi ba cái đó thật nhanh. 980. Ok, mời Mộc, cũng Mộc. Ok. Kỹ năng xã hội, rồi. Có cái biểu tượng gì em thích không? Còn nếu không có không sao. Mới này, gợi ý người yêu tên thương hiệu đang cho trẻ gợi ý đặt tên bằng tiếng Anh cho nó tây nhá. Rồi, đấy, nó có Social Savvy, nó có Social Skill Academy, Playful Mind, Fan Zone. Đấy, trong những cái này em có thích cái tên nào trong những tên nó đang gợi ý ở đây, thích cái tên nào thì comment, còn không thích thì tôi sẽ bảo nó tiếp. Rồi, người tên thiên nhiên. Đào tạo cho trẻ
gợi ý đặt tên. Đặt tên trung tâm. Đặt 10 tên. 20 tên đi. Gắn liền với. Ok, đợi tôi tí. Nhiều cái cũng thú vị đấy anh em ạ. Kỹ năng xã hội. Các kỹ năng. Các kỹ năng xã hội. Mở tiếng Anh. Gồm hai từ. Đó. Hiện tại tên trung tâm của em là đang là gì? Là trung tâm đó Quy Nhơn đúng không? Rồi, ok không sao. Đây, nếu em đã đặt cái tên mà của em Quy Nhơn rồi ấy, thì em có thể đặt là trung tâm đào tạo kỹ năng Quy Nhơn đúng không? Thì có thể là Quy Nhơn John Skill Academy cũng được đấy em. Thì nó đúng cái tên của em luôn đấy. Đúng em gái. Đấy. Thì nó sẽ là đây sẽ là cái kia là tiếng Việt, đây là tiếng Anh. Đúng không? Đấy. Hoặc có thể viết tắt thành Q I S kiểu như vậy. Đấy. Hoặc là Q đúng không? Kiểu như vậy. Đó. Q S Academy đúng không? Đó. Có hai cách, một là em có thể dùng Quy Nhơn John Skill Academy hay là QYS đúng không? Academy. Em có hiểu ý không? Đó. Còn nếu em muốn đặt tên mới thì nó sẽ gợi ý những cái tên mới đúng không? Đặt tên khác, đặt một tên gợi ý những tên khác. Thầy ơi, cho em ý kiến bằng lời chút xíu ạ. Nói đi, em nói đi. Cái tên trung tâm này là mình đang đăng ký giấy phép kinh doanh, còn mình đang vận hành, nhưng mà vì cái logo em nghĩ nó sẽ là một cái tên ngắn gọn hơn, nó xúc tích hơn và nó gắn liền với cái logo thì nó sẽ dễ, nó không nhất thiết nó phải là dịch từ tiếng Anh, từ tiếng Việt sang tiếng Anh, mà là một trong những cái tên lúc nãy thôi, thì em nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Đấy, nó ngắn gọn và mình gắn nó Rồi vào. rồi rồi tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, nó có nhiều cách em ạ. Bây giờ nếu giả sử cái kia nó là tên công ty thôi không sao, bây giờ em làm tên thương hiệu đúng không, Dạ vâng, đúng không? Rồi thương hiệu, đúng rồi, thương hiệu, còn cái tên rồi công cái kia ty là tên công kệ ty đúng không? Ok không sao hết. Ví dụ đặt tên thương hiệu ra cái này, tôi lấy cái này đi. nhà, thấy chữ do skill đó cũng khá ổn đó thầy, ngắn gọn mỗi hai chữ đó thôi, do skill Đây, tôi lấy ví dụ như này nha. line. Rồi, tôi hiểu rồi. Nó là cái từ đây, tên là đây. Trong skill này đúng không? Ý em là như vậy đúng không? Là này đúng Dạ không? thầy, dạ em thấy cái này nó cũng ngắn gọn, nó cũng Ví bao dụ tên bao này nhá. hàm. Rồi, ok. Ví dụ tên này đi. Bao hàm rồi, ok. Cái trung tâm này về thì có thể dùng những màu xanh cho này em này. Đúng chưa? Dạ. Đầu tiên nhá, cái bước đầu tiên anh em này. Mình dùng ChatGPT, mình gợi ý tên được chưa? Sau rồi anh em chọn những cái mẫu nó ở trên này. Ví dụ cái này nó thiên về thiên nhiên thì chúng ta có thể search từ nature đúng không? Nature là tên về thiên nhiên đấy, đúng không? Đó, những cái logo gì đấy nó tên nó cũng kiểu gắn với thiên nhiên một chút, đúng không? Đấy, tôi lấy ví dụ bây giờ mình lấy cái từ này. Đặt nó vào đây, đúng không? Đấy, hoặc là mình có thể dùng những cái phông khác, nó có rất nhiều phông. Đó, thay vì chúng ta đi tìm phông thì tôi thường cái cách tôi làm ấy
là tôi chọn luôn những cái phông người ta đang làm sẵn, mình chỉ đổi cái, mình chỉ đổi cái tên thôi, hiểu chưa? Thì tôi nghĩ là nó nhanh. Đó, chứ bây giờ bảo đi mà làm từ cái đoạn mình đi tìm phông cái thứ là nó lâu lắm anh em ạ, hiểu chưa? Em thấy nó vừa có một cái phông màu xanh, cái hình cái cây cong cong tròn tròn vừa lướt qua thầy. Ừ, em thích cái phông nào? Nó đấy 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 thầy, cái cây có cái lá ở trên đó đó, màu xanh Đây xanh à, đó. đây à, đây à, À, đây à, đây à. ở dưới đó chút cái lá một vòng tròn, có một cái lá ở trên đó, bên 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 trái đó, đó ngay ngay đó thầy đấy. Đây á, Dạ, là cái này á, dạ không biết có phù hợp không, cái phông chưa đẹp, chưa đẹp hả? À? Dạ đúng rồi, em cứ thích để nguyên để tôi làm cho, tôi làm mà đẹp được. Cái phông này tôi nghĩ nó ổn, nó liên quan đến nó hơi sinh tồn chút em ạ, nó phải sông kiểu như là nó phải sóng gió tí đấy. dạ đúng rồi, mạnh mẽ vươn lên chút. Chứ còn nếu mà nó cứ dịu dàng cuộc đời quá thì nó lại không ra được sản phẩm các bạn. Đấy. Đây là một gợi ý em nhá, gợi ý về phông em nhá. Đó, hoặc là ví dụ cái phông này đi, tôi lấy ví dụ. Còn cái phông này nó quá yếu em ạ, nó quá yếu đuối, mẹ con người yếu đuối, mẹ chả làm cái mẹ gì cả cuộc đời. Nó phải mạnh mẽ lên em ạ. Cái phông này cũng là phông đẹp em nhá. Đó, anh em như này này, viết liền đây không là không chuẩn đâu nhá. Nó phải viết cách một tí anh em nhá. Cách này cũng không đẹp, cách một chút thôi, mình nên tách thành hai cái anh em nhé, tách hai cái như này luôn này, được chưa? Này này, đấy, đúng chưa? Đấy thì nó sẽ đẹp. Cái này mình có thể đặt cho nó, cái này nó đang hơi sát, ví dụ như này đi, đấy, rồi tôi chỉnh được khoảng 2-3 phút là xong thôi, yên tâm. Mọi người cứ kiên nhẫn nhá, chúng ta đang làm giúp nhau tí đúng không? Đấy, vừa thực hành luôn cái cách làm ấy đúng không? Thực ra tôi vừa nói là tôi đã làm một xong. Đấy, bây giờ mình bảo nó viết slogan đi. Tôi làm cho luôn hai cái mẫu luôn nha. Đặt slogan. Cho thương hiệu. Gợi ý đặt thêm từ gợi ý nhá, gợi ý đặt 10 slogan đi đấy. Đúng không? Đấy. Đấy. Đúng không? Tôi lấy ví dụ như là thực ra nó quá dài, tôi không thích những slogan nó dài đâu, dụ khoảng 5 từ, 5 từ, 4 từ ngắn thôi Experience. đúng không? Đường dài quá thì cũng hay lắm đúng không? Đấy. Sao nó ra vẫn dài quá nhỉ? Đó. Đây tôi lấy ví dụ như này đi. Trên form line đúng không? Trên form mình line. Đó, tôi lấy ví dụ như vậy. Còn sau này em sửa sao nhá. Đó. Mình chỉ biết thật ngắn thôi. Đúng không? Đấy, slogan thì mình cũng tiếp thông slogan anh em ạ. Mình cũng không cần phải 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 quá to, cũng không cần phải quá là động nhá. Thường cái đoạn tắt này ấy, nó thường là cái từ này, dùng cái từ này hay hơn, từ này này, cái từ trên phong minh nó rất hay em nhá. Dạ, Vâng ạ. dạ đúng rồi thầy. Đó đó, cái từ này rất hay đó, tôi tặng luôn em cái slogan này. Dạ, Chung là trên phong minh cũng là cái quá trình chuyển đổi ấy, mình đào tạo mà đúng không em? đúng 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 là thầy, khá là phù hợp ạ. Đấy nó trên form mình này đúng không? Còn nếu em bảo là em thích cái thân cây hay gì nhỉ? À, em ý tưởng của em tôi giống như mầm cái mầm cây á thầy, nhưng Mầm mà cây khả thôi. năng là nó Mầm cây tiếng Anh là quá gì? Mầm cây. À. Mầm cây chít à? Thì nó ra cái chít. không cần đâu thầy, mình đâu cần cái tiếng Anh ở trong này nữa thầy, cái Rồi, biểu tượng là cái nãy thầy lấy á. ok yên tâm, tôi sẽ cho em chọn mấy cái. Thế nó có nhiều cái lắm em ạ, mình có thể thậm chí là những cái biểu tượng kiểu thiên nhiên em ạ, những biểu tượng theo kiểu như là nó đang phát triển em, Dạ đúng kiểu rồi. ươm mầm em, kiểu những cái lá lá kiểu này cũng được này đúng không em? Đấy, hoặc là những cái biểu tượng theo kiểu như là mình những cái kiểu như này, tóm lại nó có sức sống em ạ.
đấy, nó có sự trỗi dậy, nó có sự phát triển em, đúng không em? Đấy, thì mọi người có thể dùng những cái đâm chồi lên một kiểu này cũng hay này em này, những cái như này này, đúng không em? Đấy, lấy ví dụ như thế, đúng không? Đấy. Mình dùng màu xanh cho thứ gì cũng đẹp, đấy. Cái màu xanh này tôi nghĩ là cũng ok đấy. Đó, rồi mình có thể đậm hơn chút cũng được. Đấy, đúng không? Đấy, thậm chí cái này nhạt đi chút cũng được, hoặc là cái này đặt màu này, hai màu này, đúng không em? Skill mà. Đấy, cái này có thể là màu xanh này, đúng không? Màu này, màu chuyển này. Đấy, vẫn màu này vẫn màu xanh đi. Cái màu này nhẹ chút này, được chưa? Màu này cho màu chuyển xem nào. Tôi nghĩ màu này ok hơn, như này là ok rồi. Này có ổn không em? Dạ thầy. Đấy, nó kiểu như vậy đây. Đấy, nhìn nó cũng cân đối đấy. Đấy, có thể thêm chữ R còng đấy. Đó, copy right đúng không? Đó. Mình có một cái khung đóng nó lại không thầy? Không, không nên đóng. Cái này đóng nó xấu em ạ. Tôi sẽ thử cho em xem. Ví dụ như chung... đóng hình tròn hay là hình nhựa. Tôi hiểu rồi. Kiểu... để tôi cho em xem, tôi đã thử đóng cho em xem nhá. Yeah. Ví dụ đây là đóng nhá. Ý em là đóng cái này đúng không? Tôi cho cái này vào bên trong đúng không? Tại vì thường thường logo mình để đầu một cái trang cái cũng có cũng một cái biểu tượng gì đó thì không, em ý em nói là nó khung hết luôn á thầy, chứ không phải mỗi cái đó không. Đóng cái gì? Ống khung hết cả tất cả không, cái logo của mình luôn. Không, nó tù mù. À như thầy. Nó phải thoáng. Chứ còn nếu mà để thì cái lá để không thì nó ổn hơn thầy ạ. Ừ, thì tôi bảo là cái này là thoáng nhất. Cái này là thoáng nhất rồi. Em ạ. Cứ nghe tôi đi, tôi là chuyên gia về mấy thương hiệu rồi. Vâng. Đấy, phải nhiều khi bác sĩ nói phải nghe. Mọi người sao? Mọi người thấy logo được không cả nhà? Đấy, đang giúp cho một bạn gái, đúng không? Có được một cái logo, đúng không? Đó. Mà tôi nghĩ là hôm nay là ít nhất là có hai người rồi, thôi cứ làm hai người thôi. Mình học phần khác chứ nhiều người có thể là sẽ không kiên nhẫn để xem hết là cái này, đúng không? Bảo ôi sao ghen tị thế, thầy Lộc làm cho mấy bạn mà mình thấy không tin đâu. Có thật là nhiều khi cũng có phải có cái duyên may đấy anh em ạ. Chứ còn tôi có phải lúc nào tôi cũng dỗi đâu, nó thật là lẽ ra lớp này cũng chưa biết là tôi tổ chức ấy. Nhưng mà tôi thì hỗ trợ cho cộng đồng Viva Lao, còn thành viên tích cực. Cái phong này cũng không, cái phong trên đẹp hơn em ạ, đúng không? Yeah. Đấy, tôi nghĩ là cũng ok đúng không? Đấy. Thì đấy thì nó tóm lại là tôi thấy là cái này được rồi. Còn mọi người cho điểm cô đi nhỉ. Thời gian khoảng 10 phút thì cho nhau cái điểm cái để tăng động lực tinh thần ha. Đấy, thì nó cũng rất là cái logo đẹp quá thầy. Cái logo này mà đặt cái áo thun là cũng đẹp lắm đấy em. Đặt nó có lên một cái màu góc nâu khá đẹp. Ừ. Tự nhiên biến đổi cái chữ scale thành màu nâu á, nó có nhiều thông điệp trong đó. Ờ thì lúc em chỉnh sau nhé, tôi sẽ gửi cho em cái file này. Cũng là cái file bạn kia. Ừ. Đấy. Dạ. Em có thể chỉnh lại. Em tôi cho em xem mọi người lên túi này. Ui, sần điệu phết đấy. Này đáng giá. Mấy con gà đã đặt một bộ áo thun cho nhân viên rồi. Là đáng giá một con mấy con gà đấy, mà tôi không được nhận gà là hơi phí đấy. Đấy. Bên lúc nãy bạn nãy tặng thầy sản phẩm là cái nệm, còn của em thì tặng thầy cái gì đó thầy, sản phẩm của bên em là kỹ năng trẻ, bây giờ thầy già rồi sao mà tặng được. Thầy chưa già, tặng em 20 tuổi là được. Đấy, đúng không? Đấy. Rất là đẹp luôn, đúng không? Đấy, đúng không? Tôi đã đặt lên chất liệu là nhìn nó cũng chất đấy. Dạ. Yeah. Wow, nhìn nó cũng tương đối chất. Như là cái này nó phù hợp với bỏ lên trên mấy cái hàng gọi là mấy cái đồ dùng. Ờ, quá đẹp luôn. Cái đồ dùng đẹp. Đúng rồi, mình đặt lên những cái đồ cái thứ này là nhìn đồ cô là nhìn tương đối hấp dẫn đấy em. Đặt lên mấy cái túi sách. Dạ, tặng quà cho. Đúng rồi, cứ đặt cốc xem nhá. Yeah. Khá là nhiều đẹp. Khi mình cũng phải thử mình ngắm. Không, tôi nói có rồi, tôi có xuyên. Có khi là đẹp hơn là bỏ trên văn bản, bỏ lên mấy cái đồ tặng quà cho khách lại đẹp hơn. Không, cái gì nó cũng đẹp.
cái gì nó có đẹp ở đó, đúng không? Đấy, mọi người thấy không? Đấy, nhiều nay là nhìn gấu quá, tự dưng hôm nay đi học mới miễn phí mới lại được thầy Lộc tặng logo, xong lại còn thế này nữa thì cuộc đời đẹp quá em ạ, đúng không? Đấy, đúng không? Đấy thì cho anh em thấy là năng lực nó đến từ sáng tạo thôi, đúng không? Đấy, đặt ra một cái slogan transforming life này là quá đẹp rồi đấy. Young skill là quá đẹp đấy, đúng không? Đấy, thôi thì đấy làm cho hai người nha. Tôi biết là mọi người cũng rất là hạnh phúc nhưng mà ở thời gian thì nó cũng có hạn nên là tôi cũng xin phép tạm dừng cái phần logo. Thế còn sau này mà có điều kiện anh em mà học cái lớp mà lâng cao gì của tôi nữa thì tôi sẽ dạy còn nhiều chiêu nữa, đúng không? Đấy, sau lớp học này mà anh em mà quan tâm thì cứ inbox vào tôi nhá. Đấy, quan trọng nhất là anh em hiểu được cái cách tư duy, đúng không? Đấy, chúng ta ra được rất nhiều vấn đề, đúng không? Đấy, rất hay, đúng không? Đấy, đẹp lung linh này không nhỉ, đúng không? Ra được sản phẩm đẹp thế này còn gì cưỡng nữa, đúng không? Thầy Nhá, cho Vân nhá, em em cái hình, thầy cho em cái hình ở trên cái sản phẩm luôn thầy, để em gửi thôi cho được mấy rồi, bạn em in gấp luôn. đây nhá, em bây giờ em ấy, em cái này xong rồi em lấy cái link lúc nãy ấy, của tôi mà tôi gửi cho các bạn lúc nãy ở trên nhóm ấy, đây là cái link này, hai bạn là giống nhau chung nhau nha, link nhá. Đấy, mọi người lấy một cái nhá, đấy lấy đi, đấy là coi như xong cái phần logo rồi, ok chưa? Rồi chúc mừng các bạn, chúc mừng hai 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 nhân vật là comment từ từ chúc mừng nào, congratulations nào cho hai cái bạn rất được nhận quà hôm nay, đúng không? Hai bạn rất happy, đúng không? Đấy, cái này cũng đẹp, nói chung hai logo đều đẹp, tôi sẽ ưng hai logo hôm nay. Đấy, nhìn nó cũng dễ thương, đúng không? Nhưng hai bạn, đúng không? Rất là tuyệt vời. Rồi, thì vậy là phần logo cũng tương đối rồi. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm một chút nữa về 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 AI cho mọi người hiểu nhá. Đấy, còn thực ra thằng Canva nó còn được hay lắm. Mà tôi chỉ tiếc là tôi chỉ ước làm sao các bạn phải học tôi được mấy buổi chuyên sâu nữa thì nó mới ra được nhiều thứ hay, nhưng mà thôi thời gian nó cũng có hạn thì ít nhất là anh em cứ đến đâu để anh em biết đến đấy nhá. Đấy, nhưng mà sau này mà tôi nghĩ là anh em mà biết nhau rồi thì đấy các bạn có thể học thêm tôi những cái lớp ở trên YouTube nữa, đúng không? Chúng ta học hỏi thêm cái kinh nghiệm của mình, ok không ạ? Đó, để nắm hiểu cái cách mình làm một cái logo như nào. Mọi người nhá, ta vào cái này mọi người đừng xóa cái, mọi người có thể copy cái này sang cái bảng comment của mình, đừng xóa cái gì mà tôi mới làm nên lúc nãy nhá. Là có một số người đang vào cái link lúc nãy nhá, mình đừng xóa đi là được nhá. Đấy, để cho các bạn ấy ok không ạ? Tuyệt vời, đúng không? Rồi thì về AI thì tôi phải nói chia sẻ như này để cho anh chị em hình dung. Về AI ấy, thì bây giờ nó ứng dụng rất nhiều, nó ứng dụng trong tự viết content như anh chị thấy là lúc nãy là ChatGPT, đúng không? Nó rất là siêu đỉnh. Đây tôi cho anh chị xem cái bảng này thì anh chị sẽ hiểu AI nó mạnh như nào, nó mới là chuẩn này. Bảng này tôi mới làm xong về sức mạnh của AI trong một số những cái lĩnh vực một kinh điển nha anh em ạ. Chung là anh chị em mà biết những cái sức mạnh của thằng AI này thì anh em cuộc đời cũng là hoa đấy. Đây tôi cho anh em xem những cái sức mạnh của AI nhá. Đấy, anh chị em nhìn thấy chưa? Đấy, đúng không? Về thương hiệu này, về marketing, về sale này. Về thương hiệu thì có phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, phân tích hiện trạng, cái cấu trúc thương hiệu. Tư vấn đặt tên công ty, tên thương hiệu đấy. Lúc nãy là tôi bắt đầu là tôi đặt tên thương hiệu đấy, đúng không? Tư vấn thiết kế logo đấy, đúng không? Viết ý nghĩa logo, đúng không? Đấy, viết slogan, thông điệp truyền thông, viết tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi, viết bài giới thiệu về doanh nghiệp, viết nội dung văn hóa doanh nghiệp, viết thiết kế nội dung hồ sơ năng lực. Về marketing, về sale thì có ý tưởng, concept, sản phẩm, nó có sản phẩm, bài PR, truyền thông, thông báo chí, viết bài quảng cáo, viết kịch bản TVC, viết sách ấn phẩm, viết brochure, thiết kế KOL, rồi thiết kế hình chỉnh khách hàng, viết quy trình sale, đào tạo sale, viết các loại chiến dịch. Đấy, nói chung là cái này là hiện nay tôi đang dùng tất cả cái AI cho tất cả cái đống này. Đấy, anh chị thấy nó điên khủng không? Mẹ, bình thường mà mình làm một cái doanh nghiệp thì tôi nói với anh chị là không biết bao nhiêu lâu mới xong. Mà khi mà chúng ta có AI thì mọi việc nó trở nên rất nhẹ nhàng. Đấy. Tôi đang làm cho một cái thương hiệu nước hoa này. Chỉ trong có vàng có 1 2 ngày thôi mà xong được khá nhiều về profile rồi. Rất đẹp, rất đỉnh luôn anh em ạ. Đấy, thì nó tóm lại là bây giờ có AI á nó mới làm được nhanh như thế anh em ạ.
Chứ còn nói thật với anh chị em mà bây giờ mà đi mò làm cơm lâu lắm, anh chị em đồng ý không? Đó, nên là AI anh em phải học. Đấy. ChatGPT nó rất hay, nhưng mà ChatGPT nó chỉ là một công cụ thôi. Anh em cần phải giỏi Canva, đó là công cụ thứ hai. Công cụ thứ ba là anh em cần phải biết Midjourney nữa, đúng không? Để tôi cho anh chị xem cái Midjourney mà tôi đang làm dở ấy, hôm nay nó cũng điên khùng đấy anh em. Nói chung là đây nha, đây là cái Midjourney này anh chị em, tôi đang lặn cái nước hoa cho cái hãng nước hoa này. Anh chị em thấy là đây, ví dụ đề ra một cái những cái mẫu nước hoa là tôi phải lặn không biết bao nhiêu bao nhiêu cái luôn đấy anh em đấy, để nó ra được những cái hình ảnh, để nó ra được những cái sản phẩm đẹp như này. Anh em thấy đẹp không? Nếu mà đẹp thì comment cho tôi 3 số 9 chắc rồi đấy. Đấy, ông từ đó thì tôi bắt đầu tôi từ cái đống này nha, đúng không? Bắt đầu tôi sau khi tôi lắp từ cái này ra nhá, tôi bắt đầu tôi làm như sau để sửa nó này. Tôi phải dùng kết hợp với Photoshop nữa anh em ạ, phải Photoshop nữa. Nhưng mà không có Photoshop thì không ra được sản phẩm, bởi vì cái này nó đúc là nó vẫn còn một số cái lỗi hạn chế. Đây, tôi phải dùng Photoshop này. Đấy, anh em xem. Đây, đây là Photoshop này, tôi đang chạy Photoshop này. Đấy, tôi gắn cái logo vào này. Tôi gắn chữ vào này. Anh chị em nhìn cái mẫu nước hoa nhìn đẹp này mà. Đúng không? Đấy. Tôi đang làm cho một số cái nhãn nước hoa cho họ đây này anh chị em ạ. Đây thấy không? Cả mẫu nó đẹp, nó đẹp như thế này mà. Đúng không? Đấy, xong từ đây là bắt đầu là tôi cho một đội nó chế khuôn 3D ra. Đặt Trung Quốc sản xuất anh em ạ. Đấy. Đấy. Cái dự án này tôi cũng mới làm cho họ có 2 ngày thôi mà làm được về một bộ file trình bày, thiết kế logo, thiết kế nhận diện, thiết kế mẫu mã sản phẩm. Anh chị em nhìn nó chất lừ luôn, một cái mẫu đẹp lung linh thế này. Đấy, nói chung phải kết hợp giữa Photoshop đấy anh em ạ. Còn nếu mà anh chị em không biết Photoshop thì nó hơi phí. Đấy, kiểu vậy. Đấy, bắt đầu mình có đội khuôn đúc có làm anh em ạ. Đấy, thì nói chung nó rất hay. Mình có thể làm ra kim cương, có thể làm ra rất nhiều cái lĩnh vực mình đang làm được hết. Anh em thấy mê không? Nếu mê thì comment từ mê là đúng không? Quá mê luôn đúng không? Đấy. Nói chung là tôi thì tôi đấy, chứng minh cho anh chị em thấy là không có gì mình không làm được, nhưng mà phải kết hợp các công cụ với nhau. Chứ còn thực tế là một hai công cụ không thì mình không nói đến cái điều gì đâu. Đúng không? Kể cả kết hợp tư duy nữa, đúng không? Đấy, logo này cũng vẽ bằng Canva đây anh em. Nhìn cũng chất đấy chứ nhỉ. Chất lừ. Nói anh em là chất lừ luôn đấy, không đùa đâu. Thì nó có cái độ 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 của nó anh chị em ạ. Đấy. Đây là mình còn chưa tinh chỉnh nhiều, mình có thể biến nó thành màu vàng, biến thành màu nó kinh khủng lắm anh em ạ. Đấy. Đây là biến thành những cái mẫu màu, ví dụ biến thành những cái mẫu đây này. Như thế này là anh em nhìn này. Đây. Đấy. Đây nó chưa lên. Nói chung là thú vị lắm. Nói chung là nó ra được đây, anh chị em thấy không? Nhìn màn hình chưa? Đấy, nó ra kiểu những cái logo nó hơi màu vàng, màu đồng thì nó chất, chất lừ luôn, như thật luôn. Đúng không? Đấy. Thì đây là những cái mà mình có thể làm được những cái sản phẩm, đúng không? Đó, cái ngành production nó rất là thú vị luôn anh em. Đó. Đấy thì tôi cũng đấy, nói chung là đúc được khá nhiều. Nhiều cái mẫu đúc xong là mình thấy như một cuộc đời mới. Họ cũng không tin nổi đấy anh em. Họ không tin nổi làm sao mình có thể đúc đẹp được như thế này. Anh chị em thấy một cái nước hoa đẹp như thế này. Đúng không? Không khác gì những cái thương hiệu nổi tiếng. Đó, chị Tracy thấy không? Đấy, ở Mỹ chắc là chị thấy những cái thương hiệu như Hermès, những cái thương hiệu nước hoa Dior rồi Louboutin họ đều có nước hoa hết. Đúng không? Dạ, Đấy. ngạc nhiên khi mà thấy trên Facebook post về những cái mẫu đẹp. Đấy. Đấy thì tóm lại là tôi phải tinh chỉnh anh em ạ. Còn nếu mà bình thường anh chị nhìn thấy nhá, cái thằng mà nó làm bằng trên này này nó vẫn có sạn anh em ạ. Đấy, nó vẫn vẫn bị lỗi nhiều lắm, nhưng mà mình phải kết hợp Photoshop anh em thì nó mới ra được sản phẩm chất được anh em ạ. Wow, tẩy cái gì đi như nào ấy đúng không? Đấy, ví dụ một cái mẫu như thế này đúng không? Đấy, mình xử lý làm sao trên Photoshop đúng không? Đấy, thì cái đó lại nó lại là nghề đúng không? Tôi lấy ví dụ chung là phải có đam mê thì mình làm cái gì cũng được đúng không? Ví dụ như này đúng không? Ví dụ cái chữ này không phải chữ của mình thì mình phải tẩy nó đi đúng không? Đúng không?
làm sao tẩy, làm sao dùng công cụ như nào cho nó nhanh thì phải biết cách, đúng không? Đấy, tôi chỉ mấy giây là tôi đã tẩy xong mà, thì tôi có những cái lệnh nó rất là hay, đấy, tẩy xong đấy, thấy không? Mấy giây thôi, đúng không? Đấy, sau mình tách lên, rồi mình cho người mẫu cắt cái hình của mình vào, đúng không? Đấy, rồi mình tạo khuôn đúc 3D, đúng không? Là đẹp lung linh anh em ơi, cái cuộc đời nó cũng thú vị đấy. Đấy, thì thực ra từ khi có AI là cái công việc của chu trình các thứ là nó đạt cái hiệu suất cao lắm anh em ạ. Và anh em cố gắng là thực ra để nói được mọi thứ thì nó mình cần thời gian, nhưng mà thực sự ấy, để mà chúng ta nắm bắt được thì ít nhất là ngày hôm nay anh chị bắt được, đúng không? Thế làm sao để có thể làm ra những cái mẫu như này ở trên thằng Mr. Lee, thì thực ra là về mặt những khóa học sâu thì tôi mới chia sẻ được, nhưng mà hôm nay tôi nói qua cho anh chị em hiểu thôi, để cho anh chị em hiểu là AI nó như thế nào đó. Thứ nhất đấy là thằng AI ấy, là nó cho phép mình có thể, đây là cái phần mềm của Mr. Lee nhé, đây này, anh em muốn học cái phần mềm Mr. Lee thì anh chị lên mạng xịt cái Mr. Lee này. Tất nhiên là trên mạng nó cũng có anh em dạy thì Mr. Lee, nhưng mà tôi thì là một trường phái khác. Tôi nói thật, ít người làm đẹp hơn tôi lắm, ít lắm. Anh chị cứ xem mà xem, những sản phẩm tôi làm nó rất chất, vì nó có độ tinh tế, nó có cảm xúc, nó có, vì tôi kết hợp được nhiều công cụ, anh em hiểu không? Đó, nên là anh em nên tìm hiểu cái Mr. Lee này, anh hiểu không? Đó, một là tự mò, hai là mình học từ người khác. Đấy, mà tôi ít nhất là hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho một vài cái bí quyết để anh chị có thể hiểu cách nó như thế nào. Thì sau khi mình cài Mr. Lee xong thì nó vào cái phần Discord này này. Đó, Discord thì nó ngoài cái Mr. Lee nó còn một vài cái phần mềm khác nữa rất hay. Đó, thì đầu tiên ấy là tôi dùng cái câu lệnh, đúng không? Đấy, một cái câu lệnh. Đây tôi sẽ gửi cho anh chị một cái mẫu câu lệnh nhá, tôi làm. Tôi đến nhóm cho anh chị xem. Ví dụ đây là một cái câu lệnh của tôi, được chưa? Đấy. Xong tôi gắn với một cái đường link, một cái mẫu, là một đầu tiên là một cái câu lệnh mà nó không có cái ảnh gọi là đầu vào. Bây giờ tôi sẽ gửi cho anh chị xem nhé, một cái ảnh không có câu lệnh đầu, không có cái đầu vào này. Nó chỉ là câu lệnh thôi mà. Wow. Đấy. Còn cái ảnh mà có câu lệnh đầu vào thì nó lại phải khác. Thì anh chị gắn một cái mẫu. Đây tôi cho anh chị một cái ảnh một câu lệnh đầu vào nhá. Có cái ảnh khác nha, anh chị xem cái ảnh của nó là gì nhé. Đấy, đấy, ảnh có một câu lệnh đầu vào đó. Đấy, rồi anh chị sẽ biết nguyên tắc của nó. Đấy. Tôi tạo ra hàng, tất nhiên đấy chỉ một câu lệnh thôi, chứ còn tôi có hàng nghìn câu lệnh. Mỗi cái là một kiểu. Tôi cho anh chị xem tôi vẽ một ngôi nhà nhé. Bằng một câu lệnh, không dùng mẫu. Tôi cho anh chị xem này. Anh chị có muốn xem tôi biểu diễn cho anh chị vẽ một cái biệt thự không? Trong vòng 3 phút xong một cái biệt thự rất đẹp. À, anh chị à, muốn tôi vẽ thử cho anh chị xem một cái biệt thự cho 3 phút, hãy comment cho tôi được không? Ok, tôi đang làm một cái biệt thự villa hiện đại 500 m², phong cách hiện đại và có bể bơi và có bể bơi rồi. Tôi để chất lượng cao HD 8K giống siêu thực luôn, tỷ lệ 32 phiên bản 5, cho chị xem. Tôi sẽ vẽ cho anh chị hai câu ba câu lệnh cho anh chị xem. Nó sẽ khá là vâng. Công cụ vừa nói rồi mà mọi người. Vân vẽ ra vừa nói rồi. Vừa nói công cụ này rồi. Công cụ này. Đấy, nó vẽ đấy anh em. Nó vẽ cái nước hoa đấy. Đây biệt thự này. Nó đang ra này. Biệt thự 500 m² đấy. Có hồ bơi đấy. Có vườn đấy. Đây, nó sắp xong rồi.
78% rồi, 78% rồi đấy, 78% rồi, sắp xong rồi. Tôi sẽ vẽ thêm một cái kiểu nữa, chắc chắn xịn điệu hơn nha. À, đây là kết quả. Anh chị em xem cái kết quả tôi vừa vẽ xong. Đây, cho anh chị xem luôn. Đấy, anh chị nhìn màn hình chưa? Tôi vẽ xong cái biệt thự rồi đấy. À, hình như nó chưa lên à? Đấy, vẽ xong rồi đấy. Đấy, hiện tại anh chị em thấy chưa? Thấy biệt thự chưa? Đấy. Đúng không? Đấy. Anh chị thấy sao? Anh chị thấy sao? Đẹp không? Khác gì mấy ông kiến trúc sư vẽ không? Ai thấy đẹp thì comment. Đúng không? Đấy. Biệt thự đúng không? Đẹp lung linh luôn. Có hồ bơi luôn. 500 mét vuông. Đúng không? Đấy. Điện sò đúng không? Đấy. Đây. Để cho anh chị xem cái mẫu trên Zalo luôn. Đấy. Đấy. Mẫu biệt thự đấy. Tôi sẽ làm một cái mẫu khác nha. Biệt thự núi. Biệt thự núi như một view biển. Một view biển. Đấy, tôi copy cho anh chị hai cái đoạn câu lệnh. Đấy, hôm nay tặng luôn mấy câu lệnh luôn đấy. Tôi làm thì tôi copy luôn cho anh chị câu lệnh luôn. Thấy được chưa? Học pháo với nhau đúng không? Đấy, nó ra một cái biệt thự quá trời đẹp luôn. Cùng biệt thự mơ còn nhiều người đấy, đúng không? Khác gì cái biệt thự ảnh thật đâu. Đúng không? Đây, tôi đang làm biệt thự núi này. Đấy. Hình tôi biết sai từ núi ra. Thú vị lắm anh em ạ. À. Cuộc sống giờ có AI mọi thứ nhạt. Tôi biết sai từ núi, thiếu chữ N. Đây, thêm cái Mountain Vina nha. Ôi đẹp lắm. Nó vẫn hiểu tôi làm núi nhưng mà nó chưa chuẩn hết. Đây. Anh em ơi, cuộc sống giờ phải học AI, phải biết AI. Đấy. Đấy. Đấy chị thấy không? Để thử ra phong cách nó cũng theo kiểu núi rồi đấy. Mà cái sau là sẽ đẹp hơn. Biệt thự núi, 500 vuông. Thậm chí là tôi có thể biến thành biệt thự du thuyền, tôi có thể biến thành biệt thự hình con sò. Tôi có thể biến thành biệt thự theo kiểu như dạng như là bamboo, tre. Tôi có thể làm biệt thự nhà vườn, tôi có thể làm biệt thự các loại được hết mà. Tôi có thể làm nội thất bên trong, tôi có thể làm phòng khách, tôi có thể làm cái toilet. Đấy, anh chị thích thì tôi vẽ cho anh chị một cái toilet rất đẹp. Siêu đẹp luôn. Đấy, nói chung là vi diệu lắm anh chị em ạ. Đấy, mình thấy là nói chung công cụ ngày nay là nó rất là hấp dẫn anh em ạ. Đấy, là thực tế thì AI nó khá là hay đúng không? Đây, tôi sẽ làm cho anh chị một cái phòng khách nha. Anh chị xem một cái phòng khách này. Đấy, biệt thự view núi đẹp không? View biển đẹp không? Nhìn biển như thật luôn. Khác gì anh chụp đâu? Không có gì anh chị đi ở San Jose, Cali đúng không? Chụp ảnh đúng không? Đấy, anh chị có gắn anh chị vào đây được mà. Bây giờ một cái phòng khách nha. Một phòng khách một view biển nha. Modern living room. Một cái phòng khách. Để phòng khách em này 40 mét vuông. Đấy. Chúng ta có thể làm nhiều phong cách. Tôi đang để là phong cách hiện đại. Nhưng tôi có thể để phong cách Indochine. Tôi có thể để phong cách tôi có thể phong cách như kiểu Địa Trung Hải. Nó có nhiều phong cách lắm. Tôi có thể để phong cách theo kiểu như là thiên nhiên. Tôi có thể để phong cách theo kiểu mộc. Phong cách theo kiểu Gothic. Đấy, nói chung là sau này anh chị học mấy cái món này lên cao thì anh chị sẽ thấy là nó có rất nhiều cái phong cách khác nhau trong kiến trúc ấy. Nó có ngôn ngữ, nó có phong cách, nó có màu sắc, nó có chất liệu, anh chị em hiểu không?
Đấy, tôi đang vẽ cái phong cách đấy. Đây mới tôi mới để cái phong cách kiểu kiểu dạng hiện đại ấy. Đó, tôi mà để Điện Trung Hải nha, tôi sẽ sửa cho anh chị thêm một cái phong cách Điện Trung Hải nha. Phong cách Điện Trung Hải mà ở biển cũng khá là đẹp. Đây, phong cách Điện Trung Hải. Chị phong cách Hoàng gia. Wow. Chung là thú vị đấy, anh chị em ạ. Biết cái món này là anh chị em cũng lên ngôi đấy. Tôi mê lắm. Đấy, tôi ăn mất ngủ hàng ngày đêm luôn đấy. Để tìm hiểu những cái bí quyết, những cái công thức, những cách làm. Ở sau này anh chị mà học những cái gì đó lên cao hơn nữa thì anh chị học cách đánh ánh sáng, chỉnh độ phân giải, chỉnh bóng đèn đặt ở đâu, rồi rất nhiều thứ đây, hiểu không? Biệt thự biển đấy, hiểu không? Thì nó rất là hấp dẫn luôn anh chị ạ. Đấy, thế nên là cái việc mà anh chị có được một cái sản phẩm do mình tạo ra rất sướng, đúng không? Anh chị thấy không? Nhìn thấy cái biệt thự biển chưa? Ai thấy rồi thì comment 3 số 2 nào. Thấy cái biệt thự biển rồi, đúng không? Đấy, phòng khách đấy, đây là phòng khách đấy, đúng không? Quá trời đẹp luôn mà, đúng không? Đấy. Nói chung là rất là tuyệt vời, đúng không? Đấy, ta hoàn toàn có thể tạo ra có rất nhiều những cái sản phẩm rất hay ho. Đây, tôi đang làm một cái phong cách Địa Trung Hải này. Đấy, nó cũng gần xong rồi đấy. Phong cách Địa Trung Hải thì nó hơi màu sắc một chút. Đó. Rồi mình, tôi sẽ bỏ cái chỗ hiện đại đi. Đấy, một phòng khách màu sắc colorful đi. À, để phong cách màu sắc như thế nào. Đấy, tôi copy cho anh chị cái dòng lệnh này nha. Đấy, ít nhất cho vài cái câu lệnh để anh chị sau này học hỏi nha. Đấy, bản chất đó là câu lệnh thôi, đúng không? Mấy cái câu lệnh mà nó hay ho thì nó sẽ ra là kết quả tốt. Đấy, còn trong quá trình mà anh chị học thì đương nhiên nó còn nhiều cái nữa, chỉnh ví dụ như là bố cục, ánh sáng, chất liệu, rồi căn từng phòng, da leo, cũng rất nhiều thứ. Ít nhất ngày hôm nay chị hiểu cái cơ bản để chị hiểu là cần phải làm như thế nào, đúng không? Đấy, thì đấy là cái mà tôi đang ứng dụng trong, tôi ứng dụng khá nhiều AI đến bây giờ, là gần như là dùng AI vào các lĩnh vực thiết kế sáng tạo của mình. Đấy, anh chị nhìn cái phong cách Địa Trung Hải đang lốt dần dần đấy, 93% rồi. Chị thấy nó rất màu sắc, rất phù hợp với biển, đúng không? Đó, thì nói chung là nó cũng khá thú vị đấy. Và tôi tin rằng những sự thú vị này nó sẽ truyền cảm hứng cho anh chị ngày hôm nay. Đấy, anh chị thấy không? Thì nó rất là chất luôn đấy, đúng không? Phong cách Địa Trung Hải. Đó, màu sắc nhìn ra biển, đúng không? Đó, rất nhiều thứ tuyệt vời. Đấy. Thế thì đấy, hôm nay tôi cũng chia sẻ cho anh chị cũng khá nhiều thứ hay ho rồi. Từ đầu đến giờ anh chị học được cái gì mà thấy hay nhất là comment cho tôi nào.